Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh Anime TV. Hôm nay ngày 29 tháng 2 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Vi khuẩn Vũ Hán, Trung Quốc đại lục có 427 người nhiễm mới, số ca chết tăng. Tính đến hết ngày 28 tháng 2, toàn Trung Quốc đại lục có thêm 427 ca nhiễm mới, tăng thêm 100 ca so với 327 ca ngày trước đó. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 79.251 ca. Tổng số người chết tại Trung Quốc đại lục tới nay là 2.835 ca, tăng thêm 47 ca so với ngày trước đó. Trong ngày 28 tháng 2, riêng tỉnh Hồ Bắc cũng đã ghi nhận 423 ca nhiễm mới, tăng so với 318 ca ngày 27 tháng 2. Số người chết tăng thêm trong ngày 28 tháng 2 là 45 ca, so với 37 ca của ngày trước đó. Theo báo The Guardian, tới nay virus đã lây lan tới 49 quốc gia. Riêng tại Ý có 888 ca nhiễm, 21 người chết, nhưng số người bình phục đã tăng. California phát hiện ca bệnh thứ hai không rõ nguồn gốc. Một người dân 65 tuổi tại hạt Santa Clara, bang California, vừa dương tính với virus Vũ Hán, bất kể chưa từng có tiền sử đi lại tới quốc gia nào có vùng dịch. Theo báo Washington Post, hiện chưa có mối liên hệ nào giữa người bệnh mới này với tất cả những người bệnh đã được chẩn đoán mắc virus Vũ Hán khác ở Mỹ. Trước đó, ngày 26 tháng 2, giới chức y tế Mỹ đã thông báo về ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng đầu tiên, đó là một phụ nữ ở hạt Solano. Bà Sarah Lodi, người phụ trách y tế cộng đồng tại hạt Santa Clara, gần San Francisco cho biết, người bệnh này gần đây không đi đâu và cũng không tiếp xúc với ai bị bệnh vi khuẩn Vũ Hán. Như vậy, với việc phát hiện người bệnh thứ hai nhiễm dịch bệnh, không rõ nguồn gốc, có thể thấy dịch bệnh đã lây lan ít nhất trong hai nhóm cư dân riêng biệt ở California. Nước Ý có 888 ca nhiễm, 21 người chết vì vi khuẩn Vũ Hán. Theo báo The Guardian, tổng số người chết vì dịch bệnh tại Ý tính tới sáng ngày 29 tháng 2 là 21 người, trong khi tổng số ca nhiễm là 888 ca. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là số người bình phục sau khi nhiễm bệnh cũng đã tăng. Giới chức Ý cho biết tất cả những người đã chết đều là người lớn tuổi và cũng có sẵn các vấn đề bệnh tật khác. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Mông Cổ bị cách ly sau khi từ Trung Quốc về nước. Ông Kamachin Patuga, Tổng thống Mông Cổ, cùng toàn bộ phái đoàn tháp tùng đã buộc phải tuân thủ quy định cách ly y tế phòng dịch sau chuyến công tác từ Trung Quốc trở về. Hãng tin AK Press dẫn thông tin này từ cơ quan thông tấn nhà nước chính thức của Mông Cổ là Monsem cho biết, Tổng thống Mông Cổ, ông thăm Trung Quốc ngày 27 tháng 2 và đã trở về. Ngay sau khi trở lại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, theo bộ phận báo chí của văn phòng Tổng thống Mông Cổ, ông Patuga đã phải tuân thủ quy định cách ly trong 14 ngày do dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc. Chuyến công du Trung Quốc một ngày của Tổng thống cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Trung Quốc kể từ khi có dịch bệnh bùng phát. Ông Patuga đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc để thảo luận về những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Tổng thống Mông Cổ cũng thay mặt nhân dân nước này tặng Trung Quốc 30.000 con cừu để ủng hộ quốc gia láng giềng trong dịch bệnh. Ngay khi trở lại Mông Cổ ngày 28 tháng 2, Tổng thống cùng toàn bộ phái đoàn tháp tùng ông đã được đưa tới khu cách ly y tế và tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Đi cùng ông Patuga tới Trung Quốc còn có Ngoại trưởng Sobata, đại sứ Mông Cổ tại Trung Quốc, lãnh đạo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Tibatro, chánh văn phòng Tổng thống Yushizer và cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Tetsago. Thưa quý vị, ông Kim Jong-un sa thải quan chức cấp cao trong cuộc họp Bộ Chính trị. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bãi nhiệm hai quan chức hàng đầu vì hành vi tham nhũng trong cuộc họp của Bộ Chính trị, chủ yếu về các nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Trong cuộc họp Bộ Chính trị của Triều Tiên vừa được KCNA đưa tin, ông Kim được cho là đã thảo luận những hành vi xa rời đảng, lạm quyền, thực hành đặc quyền, nuông chiều quan liêu, tham nhũng và bất thường được tiết lộ giữa các quan chức cấp cao của Trung ương đảng. Nhật báo Rodong Sinun cho biết, ông Kim Jong-un đã chỉ trích gay gắt các quan chức của tổ chức đào tạo cán bộ của đảng, được cho là có liên quan đến tham nhũng, nguy cơ và hậu quả từ hành vi của họ cũng được phân tích rõ ràng.
Theo NK News, hai quan chức hàng đầu được cho là bị Bộ Chính trị bãi nhiệm là Rimangon và Park Tae-ro. Cả hai đều là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng của Đảng Lao động Triều Tiên. Vị trí của ông Rimangon là thành viên của Ủy ban các vấn đề nhà nước, không được đề cập nhưng cũng có thể khó giữ cùng với vai trò là giám đốc của ban tổ chức và chỉ đạo thuộc Ủy ban Trung ương Đảng. Cuộc họp cũng đã thông qua quyết định giải tán đảng ủy của cơ sở đào tạo cán bộ của đảng có liên quan đến các hoạt động tham nhũng và bình thường và áp dụng hình phạt có liên quan. Chi tiết về các hành vi tham nhũng không được cung cấp trong bài báo, nhưng chúng được mô tả một phần là các hành vi không phổ biến và chống chủ nghĩa xã hội. Không có trường hợp đặc biệt nào được cho phép trong hệ thống chống dịch bệnh của đất nước, ông Kim nói trong cuộc họp. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Hàn Quốc truy tìm gần 3.000 thành viên Tân Thiên Địa. Thống đốc tỉnh Gyeongchi lệnh cho cảnh sát truy tìm 2.995 thành viên Tân Thiên Địa, giáo phái liên quan đến đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc. Các điều tra viên mất 3 tiếng để thuyết phục lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa bàn giao danh sách thành viên. Họ đã giao danh sách 33.582 người ở tỉnh Gyeongchi, song còn hàng ngàn thành viên đang ở các địa phương khác. Thống đốc tỉnh Gyeongchi Lee Jae-mun hôm nay cho biết, Hàn Quốc ghi nhận gần 2.400 người nhiễm và 13 ca tử vong tính đến chiều nay. 888 ca nhiễm tại Hàn Quốc, tương đương 42% liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa. Phần lớn các ca nhiễm bệnh chưa rõ nguồn lây được cho là có liên quan đến giáo phái trên, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC. Giới chức Hàn Quốc cho biết 30.814 thành viên Tân Thiên Địa đã được kiểm tra sức khỏe và khoảng 740 người trong số này có triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán. Các cuộc kiểm tra sức khỏe do 210 thành viên Tân Thiên Địa thực hiện thay cho nhân viên y tế của chính phủ, do lãnh đạo giáo phái nói các thành viên không hợp tác với người ngoài. Giáo phái Tân Thiên Địa đang là tâm điểm chú ý sau khi nữ tín đồ 61 tuổi được gọi là bệnh nhân số 31 lây dịch bệnh cho nhiều người trong các buổi lễ tại Daegu. Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Park Yang-woo ngày 28 tháng 2 kêu gọi các nhóm tôn giáo trong nước hạn chế hoạt động và tránh tụ tập đông người để ngăn dịch bệnh lan rộng. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Mỹ cân nhắc hỗ trợ chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Trong thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ đang tham vấn với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và cân nhắc các lựa chọn hỗ trợ Ankara trước sự gây hấn tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang cân nhắc các lựa chọn để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công của các lực lượng chính phủ Syria, làm 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại tỉnh Idlib. Trong thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ đang tham vấn với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và cân nhắc các lựa chọn hỗ trợ Ankara trước sự gây hấn tại Syria. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này có thể hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách chia sẻ thông tin và trang thiết bị. Quan chức này nói, chúng tôi đang nghiên cứu các phương án hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là một đồng minh của Mỹ trong khối NATO và là một đối tác mua vũ khí lớn. Chúng tôi có nhiều thông tin đa dạng để chia sẻ, cũng như sẵn sàng hỗ trợ các trang thiết bị. Chúng tôi đang cân nhắc những gì có thể làm khẩn cấp vào lúc này để giúp họ. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các động thái đề nghị hỗ trợ của Mỹ. Còn lại tỉnh Idlib của Syria, tình hình tiếp tục căng thẳng sau khi xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội gây nhiều thương vong. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 2 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận hòa bình Sochi về vùng giảm căng thẳng Idlib, khi Ankara hỗ trợ các nhóm vũ trang ở khu vực này bằng việc nã pháo và sử dụng máy bay không người lái tấn công quân đội Syria. Trong khi đó, giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28 tháng 2 tuyên bố quân đội sẽ nã pháo vào những mục quân chính phủ Syria sau khi 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib thiệt mạng trong một cuộc không kích. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.